Ba. Ơi Phúc. Ba mới về hả? Ừ, ba mới về. Trời ơi, đi đâu tập lấy hết trơn vậy? Dạ. Cởi đồ ra, ba xối cho. Này. Trời ơi, cái này chắc mắc tiền lắm á ba. Coi như là ba đầu tư đồ nghề. Ba tính hết rồi, cái làng mình không có tiền chụp hình. Mai mốt ba hết chạy xe đó, ba về ba mở cái tiệm bự ơi là bự. Hai cho con mình làm, chịu không? Thì có ba. Khi nào ba về luôn? Ba sắp về rồi. Lo tập trung tập chụp hình đi. Dạ.